Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần tin, một kết nối và tinh hoa Tây Bắc sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự. Tuyên quang phát triển rừng hiệu quả, bền vững và Lào Cai bảo tồn văn hóa phi vật thể người nùng dín. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết các tỉnh trong khu vực, trước hết là những thông tin nổi bật vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các đợt rét đậm rét hại gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Trung tâm Y tế huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên đã triển khai các phương án đảm bảo phòng chống rét cho người dân. Trung tâm Y tế huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc, giường bệnh, trang thiết bị phương tiện, nhắc nhở người nhà bệnh nhân giữ ấm cho trẻ khi ra ngoài. Dự báo đợt rét đậm rét hại sẽ kéo dài, Trung tâm Y tế huyện Mường Trà chỉ đạo các khoa phòng đảm bảo việc phòng chống rét cho bệnh nhi trong quá trình khám chữa bệnh. Sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do thời tiết lạnh giá. Thời gian qua, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Quang Anh đang gấp rút thi công hạng mục mặt bằng của nhà máy may tại cụm công nghiệp Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Để kịp giao mặt bằng cho chủ đầu tư, khi nhà máy đi vào hoạt động sản xuất sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Trong thời gian qua, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã có những chính sách khuyến khích khá tốt như quan tâm về hỗ trợ các thủ tục hành chính pháp lý, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cần thiết cho doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng. Hiện nay huyện đang tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh và chủ đầu tư triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy may và các dự án nhà máy thủy điện theo quy hoạch. Chuyển hóa rừng gỗ lớn đang là hướng đi được tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thực hiện nhằm góp phần tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững. Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ là một trong những địa phương có diện tích rừng thuộc tốp đầu của tỉnh với gần 55.000 ha, trong đó diện tích rừng sản xuất là trên 30.000 ha. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã tích cực vận động khuyến khích và hỗ trợ người dân trồng mới được trên 150 ha và chuyển hóa được gần 262 ha rừng gỗ lớn với sự tham gia của gần 100 hộ dân. Đây là một trong những giải pháp của huyện Tân Sơn nhằm tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, đồ xuất khẩu. Để nhân rộng mô hình này, cần tăng cường các nguồn lực và sự hỗ trợ của nhà nước cùng các chính sách hỗ trợ đi kèm để khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trồng rừng trên địa bàn huyện tham gia phát triển rừng trồng, cung cấp gỗ lớn. Vừa qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 đóng trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã nghiên cứu và sáng chế ra máy bơm nước tự động và đang triển khai lắp đặt cho hàng trăm hộ dân ở vùng cao biên giới trên địa bàn tỉnh. Cũng như hàng chục hộ dân khác trên địa bàn xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, gia đình ông Lò Văn Chiến ở bản Hin Cáp đã được Bộ đội Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 hỗ trợ lắp đặt một cái máy bơm nước tự động. Kể từ khi có máy bơm nước này, gia đình ông chuyển hẳn 2 hecta đất trồng ngô trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi. Nhờ có nguồn nước quanh năm mà vườn cây nhà ông đã phát triển tươi tốt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đến nay đã có khoảng 500 hộ dân ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh Sơn La đã được hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng loại máy bơm này giúp họ yên tâm có nguồn nước ổn định để phát triển kinh tế hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, hơn 100.000 lượt lao động có thu nhập từ kinh tế lâm nghiệp, trên 8.000 hộ nghèo được tham gia các chương trình dự án, hàng trăm hộ có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm từ rừng. Với cách làm bài bản, thực hiện nhiều chính sách cơ chế phù hợp, đã giúp kinh tế lâm nghiệp ở tỉnh miền núi Tuyên Quang phát triển mạnh mẽ. Ngôi nhà trị giá trên 1 tỷ đồng của gia đình ông Nguyễn Văn Núi xã Trưng Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang được xây dựng từ nguồn thu nhập kinh tế rừng gia đình ông Núi nhận làm hợp đồng giao khoán rừng với công ty lâm nghiệp Tuyên Bình. Với diện tích 40 hecta đến nay đời sống của gia đình ông đã thay đổi rất nhiều. Thì khi mà tham gia trồng rừng liên doanh với công ty ấy, thì mang lại lợi nhuận cho người lao động, kể cả bản thân gia đình tôi. Tỉnh Tuyên Quang có trên 192.000 hecta rừng trồng, trong đó rừng trồng sản xuất trên 175.600 hecta, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng của tỉnh đạt trên 880.000 m khối một năm, đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về sản lượng gỗ rừng trồng. Toàn tỉnh thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC được trên 35.800 ha, cao nhất cả nước, góp phần nâng cao giá trị gỗ rừng trồng lên 15%. Công ty đã xây dựng một cái phương án đổi mới sản xuất, trong đó chú trọng tập trung và sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn. Với những giải pháp phát triển lâm nghiệp gắn với tăng cường thu hút đầu tư vào chế biến gỗ đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện. Đây là nền tảng để tỉnh phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật tranh cắt giấy của người nùng Dín tại huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai đã được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Việc phát triển du lịch kết hợp với gìn giữ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này đang được quyền tích cực đẩy mạnh. Đây là những dụng cụ đã gắn bó với anh Vàng Văn Chiến, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương gần 20 năm từ khi anh biết đến nghề tranh cắt giấy. Không riêng anh Chiến, đàn ông ở đây hầu như ai cũng biết làm tranh cắt giấy. Bản thân tôi thì cũng gọi là cũng thích làm cái món này là tất cả các cái đám thì tôi cũng gọi là gọi là trong thôn là có cái việc gì thì tôi cũng là hay tham gia và các cụ thì hồi xưa thì nhất là những người hay tham gia cái nghề đục cái nhà giấy này thì các cụ là hay truyền đạt lại và tôi cũng là qua các cụ thì truyền đạt cho tôi thì tôi đến thời điểm này thì tôi cũng tiếp thu được cũng một phần nào đó làm tranh cắt giấy ở đám tang người nông dín tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai là một nghi lễ bắt buộc. Khi gia đình ai có người qua đời, gia chủ sẽ mời các nghệ nhân đến nhà làm lễ vật bằng tranh cắt giấy với những món quà mô phỏng nhà cửa, đồ dùng, tiền bạc, phương tiện lao động. Thợ đục ấy anh là phải có lương tâm, động nó phải anh đục và anh ghép nó phải đúng theo quy định, theo lẽ chứ còn nếu anh không có lương tâm thì anh đục cháy thì khi đến khi đến lé đi đem chéo thì người ta cũng không treo đâu nhận thấy đây là nét văn hóa cần được bảo tồn và phát huy nên nghệ thuật tranh cắt giấy ở nhiều xã của huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai mong muốn truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm mà mình có được để nét đẹp văn hóa này không bị lãng quên. Bác cũng uh, tập uh, dạy được uh trẻ tuổi cũng năm sáu đứa con lớp 30 tuổi cũng là được hơn 10 người tranh cắt giấy của người nông Xín tại huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai ngoài ý nghĩa giáo dục con cháu phải biết sống có nguồn cội, có sự thủy chung mà còn thể hiện một phần thông điệp giáo dục người đang sống phải biết trân trọng những giá trị mà họ đang có Nét đẹp của di sản này khi kết hợp với du lịch chắc chắn sẽ tạo nên sự hấp dẫn cho khách du lịch khi đến với Mường Khương. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 26 ngày 27 tháng 2 năm 2022, Tỉnh Lào Cai sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, trời rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Tỉnh Điện Biên sáng nhiều mây, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Tỉnh Sơn La sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, gió bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Tỉnh Yên Bái sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Tỉnh Hà Giang, nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.